cái clip này mình nói nhỏ thôi, đừng có cho ai nghe, nó thành cung bí sự trong cái này lắm mọi người. Cái sản phẩm này nên review nó cũng hồi hộp lắm mọi người, nó run run gì nè. Tại biết sao không, tất cả mọi người nhắn tin qua cho Ngân rất là nhiều, nhưng mà cái chuyện này nó tế nhị cho nên mọi người đều kêu là chị ơi đừng có nói tên em nha, mà bây giờ trả lời vô comment thì cũng không được, mà thác tên mấy bạn vô là nguyên một cái list dài, cho nên là thôi ai cần thì cứ coi tham khảo nha. Nói nhỏ thôi đừng ai nghe hết nhớ nha. Bây giờ cái sản phẩm này á, là của hả Reversion Gun, là của Hàn Quốc. Nó phải mua về để review cho mọi người đó mọi người biết không. Nhưng mà nhớ nó nhỏ, nó tế nhị đó. Em nào chưa đủ 18 tuổi đừng có coi clip này của chị nha, nó nhạy cảm lắm, cười lắm mấy đứa ơi. Đó thì hả, cái câu của mấy bạn hỏi là chị ơi có cái gì làm share kit âm đạo không của phụ nữ, cái này có phụ nữ hơn con trai đừng coi nha. Đó thì đây là cái hộp này là sản phẩm của Hàn Quốc đó mọi người đó. Thì cái đây Reversion của Hàn Quốc, thì một hộp này á nó có 14 viên, thì mỗi cái túi này nó sẽ là một viên. Các bạn sẽ hả mở cái viên này ra, giờ mở ra thì nó kỳ quá, nó hư luôn á, nên bây giờ nó chỉ là một cái viên tròn nhỏ thôi đó. Các bạn sẽ hả bóc nó ra, đặt nó vô trong âm đạo của mình trước khi đi ngủ, và nhớ là phải mặc bằng vệ sinh 3 ngày đầu. Tại vì hả, cái này á, là từ thảo mộc tự nhiên nó sẽ tự đào thải ra những cái khí hư trong cơ thể của mình đó mọi người. Cái clip này nó tế nhị quá cho nên là Ngân cũng sợ đăng á mọi người, sợ nó block TikTok Ngân nữa mà không đăng không được. Mọi người hỏi thì Ngân cũng trả lời từng người, thì Ngân cũng áy náy với những người còn lại, cho nên là thôi Ngân quyết định là Ngân đăng cái này là hên xui nha mọi người. Thì cái em này á, Ngân Google thì Ngân thấy nó rất là hot, mà hot trên 54 quốc gia nữa chứ không phải là một Hàn Quốc không, cho nên là Ngân quyết định mua về xài thử đó. Thì hả, các bạn á, đặt liên tục 3 ngày đầu, còn những cái ngày sau á, mọi người có thể là cứ một tuần đặt một lần, tuần đặt một lần. Thì cái công dụng của nó là đó, như nãy giờ anh nói là nó share kit em bé lại, xong rồi nó loại bỏ những cái hả khí hư rồi mùi hôi. Như các bạn biết là những cái ngày mà mình rớt dâu á thì mình sẽ có những cái mùi rất là khó chịu, thì các bạn hả có thể đặt những cái này để nó loại bỏ cái mùi hôi với lại nó làm sạch. Và cái đặc biệt đó, công dụng của em đó là thu hẹp lại cái cô bé của mình đó, làm xanh chát lại đó. Này á là dành cho hả bạn nào á là có gia đình rồi nè, những chị mà có gia đình rồi nè, hoặc là sau khi sinh nè, hoặc là hả mình giao tiếp nhiều, ý là quan hệ nhiều á, hoặc là âm đạo của mình bị mở rộng quá, thì các bạn có thể sử dụng những cái này thì nó sẽ hả thu hẹp cái vùng kín của mình lại, với lại nó làm sạch nữa, nó loại bỏ những cái khí hư mùi hôi rồi nấm ngứa vi khuẩn tất cả cái đó. Thì đó Ngân chia sẻ cái này, thì tại vì hả các bạn còn hỏi những cái câu tế nhị khác nữa, ví dụ như là hả băng vệ sinh chị xài cái loại nào, xong rồi gel rồi oxalate các kiểu, trời ơi sợ quá. Bây giờ Ngân không biết không lẽ giờ phải mở ra một cái trang 18 cộng dành cho hả training những cái em ở kiểu 18 mới lớn. Không chia sẻ thì nó hơi ích kỷ, nhưng mà chia sẻ thì nó Ngân cũng sợ quá, mắc cỡ quá, chứ bây giờ mà quay cái clip nào mắc cỡ như vậy luôn mọi người. Nhưng mà đây, cái hộp thứ nhất là Ngân thấy cái package rất là xịn sò nha, rất là đẹp, màu sắc dễ thương nữa. Tên em nó là Reversion Gun, cho nên là hở mua ở đâu thì mọi người cứ lên sợ những cái thông tin mà Ngân để sẵn đi, Ngân lúc nào cũng để thông tin cho các bạn để tìm mua hết á. Ngân sợ là các bạn mua bị trúng hàng nhái hàng giả thì cái này Ngân không biết nha. Đó thì Ngân sẽ để những cái link mà hàng gốc mà Ngân mua cho các bạn coi đó. Cái hộp rất là dễ thương, mà viên này cũng hở ấy nữa, cho nên là nó ấy vô là nó sẽ tự đào thải ra, cho nên nhớ ok nó nhỏ thôi nha, đừng có share clip này cho ai nha, chị ngại lắm mấy đứa ơi, ngại lắm, mắc cỡ lắm luôn á, đừng có hỏi chị những cái câu mắc cỡ như vậy nữa nghe chưa. Bye.